Chào anh em, em test cái đầu 5.1 PNR nhé. Đây, đang chạy đầu nhá. Con này thì tiếng rất là hay rồi. Có thể có khiển học cho anh em nhé. Có khiển học nhé. Hương Lan hân hạnh giới thiệu cùng quý vị băng nhạc Nhã Ca 5. Băng nhạc được chọn là băng nhạc vàng hay nhất trong năm 72. Với chủ đề ý nhạc tình thơ. Rồi nha. Súp à. Cái này nó hơi bị rắc nó. Đây nha anh em nha. Ok nha, súp ra nha. Loa đằng sau bên phải. Đấy, ok nha. Sau bên trái nha, ok nha. Rồi anh mu đi thôi. Center con này đánh tiếng rất khá là hay đấy. Ok nha anh em nha. Đây đang bật đĩa. Cơ ra vào ok nhé. Xem USB này. Thử luôn cái USB xem. Xem chạy không này. Đây. Đây. Đây thì em cho. Đây đây nhé. USB sợ không có đây này. Hiện lên nhưng mà không thấy hiện bài, không có bài. Ở đây, đây. À, cái này là của em là nó đang không có. Không có ấy. Đây này có phải có khiển nhá. Không có bài. Rồi ok nhá. USB nhận nhá.